Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Nguyễn chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k 19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả và bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Hello mấy bạn nha, thì tôi là Quý Hồng Con đây. Thì hôm nay anh thấy không, trời ơi tôi sung sướng, cái mặt tôi nó tươi gửi lên anh em. Thì hôm nay bà Hân anh em đóng bên xuống Cần Thơ bà chơi. Thì hôm qua giống như là bà giống như cắt kẹo tôi với thằng Cubin anh em. Tôi mà hắn Cubin đó anh em, là bà Hân giống như bà tặng cho một món quà anh em đó. Thì tôi nghe nói là bà xuống này. Thì bây giờ anh em biết không, tôi sẽ đi đón bà cho anh em đó. Tôi sẽ đi đón bà và tôi sẽ quay cho anh em xem để coi cái món quà nó như thế nào nha anh em. Ok đi thôi anh em. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ đi đón bả anh em. Thì anh em đi đâu á là anh em nhớ bịt khẩu trang đàng hoàng nha, tại vì cô quýt quá trời ơi. Thì bây giờ tôi sẽ chở bả bằng con là Sagi 68 Vino của tôi nè. Đó, Sagi là chi sai anh em. Rồi cái này anh em, mình tôi chở bả anh em rồi tôi nút chót nữa rồi bả ngồi đây là đây nè, anh em cứ gì cho đó anh em. Cái bộ này nè, nó anh em. Bây giờ chạy là người ta sẽ chửi mà anh em, hàng xóm người ta la anh em hiểu không. Bây giờ tôi sẽ lấy xì bo của cha tôi và tôi sẽ chở đứng nha anh em đó. Thì tôi nghe nói là bả tới rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón bả anh em. Ok. Anh em nhìn đẳng cấp của đạp xì bo nè. Đó, ghê cho anh em, hụt nha, hụt lại. Đó, anh em thấy gì chưa, lên lại cho anh em. Rồi, tắt luôn. Đó, thì một tay tôi quay, một tay tôi không bóp cơm, nó sẽ tắt cho anh em. Thì cái khu dân cư này nè, anh em đón cái chỗ đó đó là hồi lúc là cái sân banh đó, ngày nào tôi cũng ra đó tôi đá banh cho anh em. Đó, anh em thấy không, ui bà Hân kìa anh em. Đó, bà đi bộ kìa, đó, bây giờ tôi sẽ lại cho anh em, ok. Sao chị đâu, đi đâu vô đây vậy? Phải không? Trời ơi trời, hồi nãy giờ em kiếm muốn mạt luôn vậy. Thôi giờ đi vô nhà em ha. Ok, trời thấy hồng quà thấy phê phê rồi đó. Ok anh em ơi, thì tôi kiếm được quả anh em ơi. Nãy giờ tôi kiếm quả trưởng luôn mấy có anh em ơi. Chứ cái khu dân cư này nó lớn lắm anh em. Đó thì bên đây là đó, giờ tôi đá banh bên đây nè anh em. Đó thì bây giờ là tôi sẽ chở bảo qua nhà tôi và tôi sẽ khui quà nha anh em. Đó, không biết quà gì nữa, nghe thấy hộp quà bự là thấy phê phê ha anh em. Thì bây giờ em bay đầu xì bo luôn ha. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ qua nhà của tôi nha anh em. Ok, kế bên luôn. Bây giờ chị biết chạy xì bo không? Cho chị chạy. Bây giờ em bay đầu nha. Rồi đó, tới nhà em rồi đó. Rồi ông nội của em kìa. Bà nội em cũng ở trỏng luôn. Rồi đi về đi vô nhà cái em này, em mở phà mới được, kiền lắm rồi. Ok anh em ơi, thì bà Hân bà hứa bà xuống nhà tôi bà tặng quà tôi anh em đó, xong rồi bà giữ lời bà xuống bà tặng quà tôi thiệt anh em. Thì cái hộp quà trong nó bự thiệt, thì hôm nay là tôi sẽ tặng quà cho bà tiếp anh em đó, thì cũng phải tặng quà tặng lại anh em. Thì bây giờ tôi sẽ vô máy sàn tử chiến vàng kim nè. Thì cái vòng quay này anh em cái tỷ lệ kim cương rất chi là cao luôn. Đó. Thì bây giờ là tôi sẽ quay cho anh em coi nha, một phát chỉ là 18k thôi. Đó. Thấy chưa? Phát đầu tiên mà được 20k kim cương này ha. Cái tỷ lệ ra kim cương của cái shop của tôi anh em rất chi là cao luôn. Thì tôi khuyên anh em nạp và 100-200 anh em giống như là hử dân mai của mình đi. Hên thui, ui 1000 kim cương nè, hên thui anh em trúng quá là chuyện kim cương luôn á. Trời ơi lạ trời, 200k kim cương chưa hết chưa? Thôi bây giờ thì bây giờ đủ chưa? Hello quay tiếp. Rồi cái này nè, 120 kim cương này không? Cái vòng quay này cái tỷ lệ kim cương rất chi là cao luôn nha anh em đó. Ôi tiếp nè anh em. Trời anh em không? Bây giờ tôi quay tiếp cho anh em đó, tại vì tôi nạp cho 1 triệu mà, để coi chuyện nào hết tiền thì thôi nha. Hết tiền để tôi coi tôi được bao nhiêu tiền nha anh em. Đó. Ôi 200 kim cương nữa nè. Ui cái vòng quay tôi nó đang bị lỗi anh em ơi. Đó thì anh em nên giống như là nên thử đi nha. Thì cái vòng quay xí ngầu anh em đó mới thì giống như là cái tỷ rồi hết tiền rồi. Thì bây giờ tôi sẽ vô rút kim cương nha. 1 triệu kim cương nha anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ rút vô cái đi của bả nha anh em đó. Thì bây giờ tôi rút vô tầm 1 triệu hả chị? Ok không? Ok. Đó thì bây giờ tôi rút khoảng 1 triệu thôi. Bây giờ đi mở quà đi. Bây giờ đi mở quà nha anh em. Ok, giờ đi mở quà thôi. Thì bây giờ tôi sẽ mở quà cho anh em coi nha. Đó, chị gái của em. Trời tôi nói anh em là tôi khoái mở quà đó anh em ơi. Ơi có thả anh em ơi, chưa cho anh thấy con cháu này. Đúng là con gái người ta giữ lại thì chứ chỉ xích lên này, xích lên nè. Đó, trời con cháu dễ thương anh em. Bây giờ nè, anh em lại đây anh em coi nè. Đó. Gì vậy? Ủa? Ủa của em hả? Không ăn à? Cứ xích lên, xích lên. Ủa? Thằng dạ? Hẻ đâu ra vậy? Mới qua nè vậy? Cũng đó anh hỏi. Ủa qua lã rồi hả? Chị hắn sẵn cho tao hả? Ủa của em vào? Ủa của mày đâu biết. Ai biết mình giúp người ta không cái mình không được hoài vậy chứ. Bây giờ tôi cho anh em coi nè nha. Đó, chiều trời thấy con gấu. Trời, bà tặng tôi cái gì kỳ vậy trời. Cái quần què cả không khí lột rồi. Bây giờ mày đeo vô đi, tao đeo con này cho. Giờ mày đeo vô đi, tao đeo con này cho. Trời ơi, trời bắt cha đi ma luôn mà.
rồi không phải. Cái buồn cười gì vậy? Ủa sao chị tặng em gì kệ vậy? Đây, tôi nói em á, chị tặng em là có ý nghĩa gì? Hả? Bạch tạ. Bạch tạ hả? Nhưng mà cái này bằng mũ nè anh em nè. Đó, có bằng những cái chai. Đổ cát vô đây mới được. Đổ cát vô. Đây. À quên. Bậy bậy. Bậy. Đổ cát vô nè anh em, đổ cát vô mới được. Thôi, tôi thấy luôn rồi. Cũng bậy nghĩa rồi đó. Mánh nè, mánh. Ê, gọi cái này là cái gì nữa trời? Rồi sao? Là ai bị nóng rồi lạnh lạnh hả? Buồn quá, ngồi lại giờ cho tao ơi. Ui, bỏ tặng cái đồng hồ cho tôi đó nè anh em. Thôi, tặng cho em. Nè con bò đó nè, mà nghe nói là chị xuống đây làm luôn hay vậy? Con xuống đây xuống đây mới làm luôn rồi phải. Đi chơi đã luôn. Rồi con bò nè. Thì bữa nó dẫn đi ăn con quần đế bên kia. Đó, chị thêm cái đồ này để em trời. Trời trời, em đeo đi. Coi nè. Em đeo đi. Ui, đeo đi cái này. Cái này là cái đồ để đi ngủ nè anh em. Cái này là đồ để đi ngủ. Bữa sau chị tặng em những món quà gì kỳ cục vợ. Cái này để đặt đúng không? Lớn dữ ha, được tặng quà được ha. Đó mà đừng ơi. Mày làm cái quần què gì? Đó, đây đi. Đó, bớt đi má. Bớt tặng cho tao cái áo nha mày ơi. Cái này nè, áo nè. Đồ biết lựa chứ hay biết em bận gì không mà tặng vậy? Nhìn là biết rồi. Rồi mua nó vớt hả? Hạnh phúc dữ đi cạn đảo quá anh em ơi. Hạnh phúc dữ ha, không có thằng em chắc bỏ thôi. Để sao nó bỏ ghê mày vậy? Mày nói tự nhiên bỏ vô kẹo tao bỏ trên kẹo. Ôi, ai vậy? Cái áo trắng đẹp quá lần luôn. Ôi, trời ơi, là trời, anh ấy gì nè. Anh lấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Thấy gì chơi kinh? Quý hằng nha mấy hằng nha. Ai cái này giúp ai? Cái này là cái máy có xài cho tao đi. Tao đặt tên mình không xài à. Đây là cái máy vũ tóc cho anh em. Mini. Bởi vì đâu ai có nhiều tặng quà đâu biết. Rồi cái móc máy là cái mèo đó anh em. Muốn mà con gái mua những thứ. Rồi trời, cái hộp này hộp gì á? Dạ, sao nãy giờ ngồi ăn hết rồi nhá, nhớ. Đâu hôm qua tôi solo tháng mình đợi mẹ cái bả giống như bả hứa bả mua quà cho tao. Mày không ông mượn chai dầu không? Giống giống mua cho bả. Nè, tao chưa xài nữa hà nha. Thơm nha. Nè, từ từ để xịt cái. Xịt mặt tao. Còn có anh em ơi. Đúng rồi, con gái nó lựa nó có khác cho anh em hiểu không? Đó. Còn ở dưới đây anh em lại đây cho anh em coi nè. Bả mua cho tôi tổng gì không mà. Nè, kẹo nè, kẹo nè. Đó, rồi kẹo nè. Rồi bánh nè, anh em nhìn nè. Quá trời quá đất luôn. Rồi như là hết rồi đó hả? Trời ơi, kẹo xong rồi Bình ơi. Đâu phải rồi. Đó rồi. Phải không? Á còn vớ mà chị mua nhiều hơn luôn. Phải không? Hết rồi hả? Trời, để tôi lấy cho anh em coi bao nhiêu bánh nha anh em. Mà ăn đến giờ hết mệt rồi. Còn hồi nãy giờ còn món đồ đặc biệt đó anh em ơi. Bây giờ tôi phải đổi nó mà vô mới được. Mặt như cái quần què vậy. Ê, bây giờ tôi với thằng Bình sẽ đổi nó vô rồi đi nhét mẹ của tôi với em. Rồi tôi với đi sẽ đi nhét mẹ với thằng Bình. Ok đi thôi. Ở nhà đó thì bà tặng cho tôi mấy cái này nè, nó áo quần áo nè, giày dép nè, bánh kẹo nè, chìa khóa rồi nè, đồng hồ rồi anh em. Đó đủ thứ luôn. Thì bây giờ tôi với Bình sẽ đi nhét hoa cho anh em. Ok. Tôi với Bình sẽ đi nhét hoa cho anh em. Ok đi. Rồi. Thì bây giờ tôi với Bình sẽ đi. Được rồi, được rồi không? Quýu với chân liền. Đó là cái chân. Thôi thì clip của mình đến đây là kết thúc cho anh em. Bye bye anh em nha.